Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Duy Khải Gaming. Và Duy Khải Gaming xin chào anh em và chúc anh em một buổi xem video vui vẻ. Ở video này thì Khải sẽ hướng bình một cái nỏ này mà. Như anh em cũng đang thấy thì trên rương Khải đang có một cái kiếm và một cái kích. Thì anh em mà có để ý xem trên kênh của Khải á, thì cũng biết cái kiếm này và cái kích này như thế nào rồi. Đây, Khải sẽ cho anh em xem. Đây anh em, một cái kích này, đó. Tại bây giờ đang giao dịch nên là nó nháy nháy thôi. Đó, một cái kích này. Kích thì nó sẽ hơn 51 sinh lực. Khải giới thiệu một chút nè. Cái kích thì nó hơn 51 sinh lực. Đây. Đó, cái độ mà sát thương này, cái độ sát thương thì nó cũng tương đối thôi, 4194. Và bên này cái kiếm thì nó là 4393. Đó. Ok. À, chào Hoài Khải. Ok, chào Tấn Anh Vũ nha. Bây giờ Khải sẽ hoán nha anh em. Dứt nha, Khải sẽ thay đổi cái lấy với hóng minh thạch đó. Thiếu hóng minh thạch này. Giao dịch đầy đủ mà thiếu hóng minh thạch nha. Đây. Đó. Cởi áo ra đi Khải ạ. Cởi áo là xong luôn anh em. Cởi áo xong là xương sườn, xương sống nó mọc đầy là toan luôn. Thôi anh em ơi. Đúng rồi, tính là 51 điểm mình bằng 10 điểm tiềm năng á. Hóng cái kích một lần ra nổi quốc luôn rồi kiếm. Ok ok. Đây. Khải chuẩn bị đầy đủ nha anh em. Đó, bây giờ Khải sẽ hoán quên, Khải sẽ ép. Ép cái tam sức thạch. Nói chung là lần nào ép thì lần đó ép sức tam sức thạch thôi. Rồi một cái. Rồi quốc nha. Đại đầy đủ hết rồi. Bây giờ kén may mắn này. Khải sẽ bỏ hết tất cả cái hiện tinh qua bên này để khỏi chặt rương. Xanh chính luôn cho anh em xem nha, xanh chính luôn nha, không có ấp ấp mờ mờ nữa, xanh chính luôn. Đó. Giờ Khải sẽ hoán cái kết trước. Rồi may mắn rồi nha. Vô. Vào việc. Anh em đang xem cho một like chia sẻ nha anh em. Anh em đang xem cho một like chia sẻ nha. Vào việc nha anh em. Xanh chính luôn nha. Phát đầu xanh chính nha. Phát đầu xanh chính nha. Như vậy. Ôi lần này thất bại nha anh em. Lần đầu tiên thất bại nha anh em. Xin đừng nặng chí. À đâu. Còn nó quất giống mình em lần đầu tiên nữa. Thôi xong luôn anh em. Ok tiếp tục nha. Xanh chính nha. Lần thứ đầu tiên thất bại. Xin đừng nặng chí. Vãi nồi ông đa đơ. Vãi nồi ông này. Ông bảo mình là đừng nặng chí vãi thì. Ok, tiếp tục đây là bát 1 nha anh em ơi. Mỗi bát Khải sẽ chia ra làm khoảng 4 đến 5 lần hơn. Vô. Lần 1 vẫn chưa ra cái vũ khí gì. Tiếp tục Khải khi nào xanh chín phát 1. Đâu, thất bại nữa ta. Hai lần liên tiếp thất bại, đậu xanh lần này hóa cái kiếm. Nhỏ. Chết rồi, chết rồi. Ader đang xem hay sao vậy? Chết tôi rồi. Thiên Sơn Khải cắn rồi, Thiên Sơn Khải cắn rồi nè. Thiên Sơn Khải cắn rồi. Thiên Sơn cắn rồi. Hai lần thất bại, vãi nồi. Lần này hóa cái kiếm nha, đậu xanh. Này hóa cái kiếm rồi nè ơi. Vãi. Chết rồi, bán muối rồi. Quỳ lại à. Ok ok. Thôi em xin anh em quỳ lại anh gái. Cho em xin cái nỏ anh. Cho em xin cái nỏ đại ca ơi. Hồn kim tôn giả. Cho em xin cái nỏ. Em quỳ anh ba cái. Quỳ anh ba cái. Em xin anh cái nỏ nha. Rồi em xin anh cái nỏ nha đại ca. Cho một cái thôi. Ok. Sông đao. Ôi trời ơi. Sông đao anh em à. Sông đao. Ba lần rồi. Ba lần rồi. Sông đao anh em. Tiếp nha. Cứ từ bình tĩnh. Tại vì phải hoán cái hoán minh thạch nữa nè. Quên cái hoán cái tam sắc thạch nữa. Rồi. Tiếp tục lần 4. 28 lần rồi. Chết luôn nè. Hôm nay Khải sẽ hoán cái kiếm. Khải sẽ hoán cái kiếm. Thôi, phát thêm cho cái nọ, cái này đi. Quay lại kích vãi nồi. Đậu xanh. Quay lại kích nè. Ghê lần này hoang kiếm nha, lần này hoang kiếm nha. Quỳ 6 lần luôn hả? Ok, thôi lần này quất cái kích đi, quỳ 6 lần hả? Ok. Em xin cái kích anh Hoàng Kim Tôn Giả này. Một lần, em xin cái kích anh đại ca Hoàng Kim Tôn Giả, hai lần. Em xin quên lộn, em xin cái nỏ anh ơi.
Xin cái nỏ này anh cho em cái kích hai lần nữa anh. Em xin cái nỏ anh ơi, ba lần. Em xin cái nỏ đại ca Hoàng Kim Tôn Giả. Em xin cái nỏ đại ca ơi. 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 Rồi ok. Mình hóng binh cái này, đòi cái này cái à. Dứt cái phát cuối này. Rồi em xin cái nỏ nha đại ca. Rồi thất bại. Vãi nồi. Còn cái nịt thôi anh em ơi. Trời ơi 5 lần rồi. 5 lần này kết không lên. Ok giờ đánh kiếm nha anh em. Cái bát hóng binh đầu tiên này hơi bị thất bại. Tại vì hóng 5 lần. Hóng 5 lần mà rớt hết 3 lần rồi. Vãi chưa. Một lần về sông đao, một lần về lại cái kích. Vẫn chưa có gì thay đổi. Ok lần này Khải hóng cái kiếm. Này Khải hóng cái kiếm nha anh em.